Trích sách ngôn sứ Ma-rôn. Nghe đi nào, hỡi Israel, những mệnh lệnh tặng ban sự sống. Hãy lắng tai hiểu lệ khôn ngoan. Vì đâu Israel hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người. Vì đâu ngươi bị nhiều quỷ dừa cảm thấy ma, phải nằm chung với những người ở trong âm phủ. Âu cùng vì ngươi đã bỏ nguồn mạch khôn ngoan. Nếu ngươi cứ bước đi theo đường Đức Chúa, hẳn muôn đời ngươi đã được an vui. Hãy đọc cho biết đâu là khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu là thông hiểu, đâu là trường thọ và sự sống, đâu là ánh sáng soi con mắt, và đâu là bình an. Nhưng ai tìm thấy nơi cư ngụ và vào được kho tàng của Đức Khôn Ngoan? Chỉ mình đứng toàn trí mới biết Đức Khôn Ngoan, chỉ có trí tuệ người mới thông suốt đường. Người đã tiến đập còi đất cho bình vùng muôn đời, đã cho thú vật tràn đầy mặt đất. Người sai ánh sáng liền đi. Người gọi ánh sáng cũng rầy vâng lời. Các tinh tú mùi ngôi ở vị trí tưng bừng chiếu sáng. Người gọi chúng thưa có mặt, và hân hoan chiều sáng mừng đứng tạo nên mình. Chính người là Thiên Chúa chúng ta, chẳng có ai sánh được như người. Mọi nẻo đường đưa tới điều biến, người đều tinh thông. Chính người đã vạch ra cho gia phòng tôi chung của người, cho Israel kẻ người yêu quý. Rồi Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. Đức Khôn Ngoan là vấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật, luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với lê luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi giao phóng, hãy quay trở về đón nhận lê luân. Hãy dõi theo ánh sáng của lê luân mà tiến bước về chốn huy hoàng vinh quang của người. Chờ nhiều cho người cả, đặc ân của người đừng trao cho dân ngoài. Hỡi Israel, chúng ta có phúc dường nào vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đem hoan lạc vào tâm.